xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên đài Việt Media. Kính thưa quý vị, đây là chương trình V-Shop. V-Shop được live trực tiếp mỗi ngày vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 8 giờ tối và sẽ phát lại mỗi ngày trên đài Việt Media. Thu Hằng xin kính mời quý vị theo dõi, ủng hộ cho V-Shop, cho Thu Hằng cũng như là Việt Media. Và hôm nay cũng như thường lệ, Thu Hằng lại gửi đến quý vị những cái sản phẩm sale đặc biệt ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị cần những sản phẩm gì thì quý vị cứ gọi vào ủng hộ cho Thu Hằng cũng như là V-Shop. Và có nhiều quý vị không biết giờ mở cửa của V-Shop, được mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều, không đóng cửa ngày nào hết nha quý vị, không đóng cửa ngày nào, có riêng ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Thu Hằng sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ, nên quý vị nào mà cần bất cứ sản phẩm hay là cần thắc mắc gì đó, quý vị cứ giữ cái số phone trên màn hình, gọi cho Thu Hằng bất cứ lúc nào quý vị nhé. Và bây giờ vào chương trình, Thu Hằng bắt đầu gửi đến quý vị những cái sản phẩm ngày hôm nay. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay, bất cứ quý vị mua bao nhiêu cũng được hết. Và quý vị mua sản phẩm gì, quý vị cũng được tặng thêm một cái vitamin E này nhé. Cái lọ vitamin E này nó có 90 viên. Quý vị nào mà tay chân mình hay bị nứt nẻ, khô, ráp, hoặc là da mặt, da cổ cũng vậy, quý vị cứ cắt mỗi ngày một cái viên này ra, quý vị thoa lên mặt, lên cổ, lên tay chân luôn. Có nhiều khách của Thu Hằng nói là bị nứt chân đó, nứt nẻ chân vào cái mùa đông này đó, thoa cái viên vitamin E này vô, nó làm lành vết thương rất là nhanh. Và có một chú nữa tới, chú cứ lấy cái băng keo á, chú dán mấy cái tay chú lại. Nói sao vậy chú? Chú nói là tay chú bị nứt hết mà nó đau nhức lắm. Mà chú dùng cái vitamin E này vô, bây giờ nó đỡ rất là nhiều. Nó làm lành những cái vết thương và nó làm không có chống khô nha quý vị. Mình bị khô da, nứt nẻ, quý vị dùng cái vitamin E này nó giúp rất là tốt. Mà đặc biệt nó lại có cái mùi thơm nữa quý vị. Thơm lắm, dễ chịu lắm. Thu Hằng có nhiều mùi lắm nha quý vị. Nếu mà quý vị nào mà mua những cái sản phẩm gì ngày hôm nay, Thu Hằng sẽ gửi biếu cho quý vị cái vitamin E này nhé. Một lọ vitamin E này ở ngoài thị trường sale rồi, bán là 24 đồng cho một lọ. 24 đồng cho một lọ này. Nó là 90 viên quý vị, xài lâu lắm mới hết mà rất là tốt quý vị ha. Ai mà cần những sản phẩm gì, hôm nay quý vị được tặng nhé. Thu Hằng biếu cho quý vị để quý vị dùng, không có cần phải mua. Hôm nay Thu Hằng tặng cho quý vị, bất cứ quý vị mua sản phẩm gì, quý vị đều được tặng thêm vitamin E ngày hôm nay quý vị nhé. Và bây giờ Thu Hằng lại bắt đầu giới thiệu đến những sản phẩm. Trước tiên là Thu Hằng nói về cái kem đánh răng nhé. Đây là kem đánh răng, nó giúp làm trắng răng, bảo vệ cho cái răng của mình. Răng ai mà hay bị viêm níu, hoặc là chảy máu răng, hoặc là răng bị lung lay yếu đó quý vị, nó giúp cho chắc cái răng mình lại. Và nó không có làm cho để chảy máu răng nè, nó loại bỏ những cái hôi miệng nè, chảy máu răng nè, viêm níu, ai mà hay bị viêm níu, sưng níu, nhiều khi đau đớn lắm quý vị, ăn uống khó lắm, quý vị dùng cái kem đánh răng này, nó giúp từ từ, nó sẽ bảo vệ cho cái răng của mình, làm chắc cái răng mình lại, ăn uống nó dễ dàng hơn. Và nó làm loại bỏ những cái mảm bám trong cái răng của mình, nó làm sạch răng lắm. Và những các cháu mà đang niềng răng đó quý vị, nhiều khi mình đánh nó không có sạch đó, thì dùng kem đánh răng này nó sẽ loại bỏ, nó làm sạch hết những cái trong những cái kẽ hở của cái răng của mình, nó bảo vệ răng tốt lắm nha quý vị. Mà chống hôi miệng, một cái hộp này nó có ba cây kem đánh răng. Hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị giá vẫn là 35 đồng quý vị nhé, 35 đồng. Nhưng nếu mà quý vị gọi vào hôm nay, quý vị mua 100 đồng, quý vị được 4 hộp ngày hôm nay. 100 đồng quý vị có 4 hộp. Nếu mà quý vị mua một hộp một vỉ này á, thì nó là 35 đồng. Nhưng mà nếu mà quý vị mua 4 vỉ thì 100 đồng quý vị nhé. Và hôm nay quý vị được tặng quà. Nếu mà 100 đồng hôm nay đó,
quý vị sẽ được tặng thêm một cái để Thu Hằng kem này, cái này nó là kem chống nắng quý vị, 100 đồng, 4 vị kem đánh răng, quý vị lại được tặng thêm kem chống nắng mà quý vị gọi vào hôm nay, quý vị lại được tặng thêm quà nữa nhé. Đó là kem đánh răng, hôm nay đang có promotion sale cho ngày lễ, ngày Tết đó quý vị. Thì mình có cái chương trình đặc biệt 100 đồng cho 4 vị kem nhé. Mà kem đánh răng mà quý vị được tặng thêm một cái kem chống nắng ngày hôm nay nữa quý vị ha. Đó là kem đánh răng làm chắc răng, bảo vệ răng rất là tốt quý vị ha. Cái này đó có rất là nhiều bác nói là cái răng tôi nó cứ lung lay, nó yếu cái chân răng, nó làm cho cái răng của mình ăn uống nó khó lắm. Mà xài cái kem đánh răng thời gian nó chắc cái răng của mình, rất là chắc. Và khi mà ăn uống cái gì cũng dễ dàng. Nên quý vị nào mà cái răng của mình yếu hay bị chảy máu răng hoặc là đau răng, sâu răng, quý vị dùng kem đánh răng này rất là tốt quý vị nhé. 100 đồng quý vị có 4 vị kem đánh răng. Hôm nay quý vị đã được tặng thêm một cái kem chống nắng nữa nhé. Mà chưa hết quý vị gọi vào, hôm nay mình lại được quà nữa nè. Thêm một cái vitamin E ngày hôm nay nữa nha quý vị nhé. Thu Hằng cũng nói luôn về cái dầu. Cái dầu này dầu xịt đau nhức nè. Thu Hằng được biết vào cái mùa đông này á, ai mà hay bị đau nhức á, là đau nhức nhiều lắm. Nhất là đêm á, ngủ là nó bị đau nhức, mình khó ngủ lắm. Nó cứ ban ngày nhiều khi quên đi. Hello. Cô đang like hả? Dạ vâng ạ. Cô cần gì đây? Đi cho cô một phần kem đánh răng. Kem đánh răng cô nhé. Dạ vâng. Cô có cần đi ngang lấy à. Dạ vâng, cô có cần thêm gì nữa thì cô gọi cho con nhé. 100 đồng 4 lốc không? 4 lốc đúng rồi, mà cô còn được tặng thêm kem chống nắng nè và thêm vitamin E nữa cô nhé. Rồi, vậy dạ. Nha. Dạ vâng. Đi ngang lấy nha. Dạ, con cảm ơn cô. Con chào cô. Dạ. Vâng. Chú Hằng nói về cái dầu xịt đau nhức. Những quý vị nào mà đau nhức nhiều đó, mình cứ xịt lên. Những cái chỗ nào mà xương khớp mình bị đau, đau lưng, đau vai, đau cổ, hoặc là đau chân, nhức chân đó quý vị, xịt lên đó, từ từ nó giảm đau rất là hiệu quả luôn. Cái này là hay lắm. Một cái chai này hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị giá là 20 đồng. Mà nếu mà quý vị lấy... Hello. Cô Hằng đó hả? Dạ con đây. Cô, cái dạ. Cái răng này á, mình không có kỹ thuốc tây không cô? Dạ không, không có kỹ đâu. Mình cứ uống cách khoảng 1 tiếng, 2 tiếng là được cô nhá. Uống ngày 2 viên vậy? Một ngày mình uống 2 viên cô. Nó chữa gan hay là nó chữa mà? Dạ, nó bảo vệ cái gan. Gan của mình mà có vấn đề giống như là bị viêm gan hoặc là bị xơ gan hay là nhiễm trùng gan, nhiễm độc á, nhiễm độc gan thì cô uống vô rất là tốt nhé. Nó thải những cái độc tố của gan mình đó, hoặc là men gan cao. Nó cũng tị thuốc tây thì mình phải uống. Dạ vâng. Tôi có cái bệnh là cao máu à. Cao máu nó không có dính líu, nó không có ảnh hưởng gì đâu cô nhé. Dạ hả? Dạ vâng. Dạ rồi, con cảm ơn cô, con sẽ nói chuyện với cô sau nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, con chào cô. Dạ rồi. Ô con sorry cô. Rồi cô cứ cần gì cô gọi lại giúp con với. Thì Thu Hằng nói tiếp về cái dầu xịt đau nhức nhé. Hello. Dạ Thu Hằng nghe đây ạ. Thu Hằng mà cái kem đánh răng nó bán cho chị mà. Dạ, kem đánh răng nó cô mua 1 vị là 35 đồng, mà cô mua 4 vị nó là 100 đồng. Hôm nay cô được tặng thêm kem chống nắng và vitamin E luôn cô nhé. Dạ, cô nghe chưa cô ơi? Dạ, dạ nghe. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Để coi thứ bảy tôi xuống cô, thứ bảy tôi xuống tôi lấy cái gì? Dạ vâng. Lấy là cái gì dần dần đó quên rồi. Ơ nghệ hả cô? Bữa hổm tôi nói với cô đó. Dạ vâng, đây có phải là cái này không cô? Là cái gì?
phải cái này không? Cái hộp màu vàng này không? Nó gọi là hoàn bổ đán á. Không phải, cái gì nè? Cái gì mình tha mặt nè? Ồ, serum vàng. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Dạ vâng, rồi con mời cô đến nhé. Dạ rồi, con chào cô. Dạ, dạ, bye cô. Hello. 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 Dạ cô vâng. Để tôi thành cái bánh răng nhé. Dạ vâng, cô lấy cái bánh răng ha. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Vâng, vâng, cô đến lấy giúp dạ. con. Dạ vâng. Dạ rồi. À, quý vị nào cần kem đánh răng gọi cho Thu Hằng nhé. Hoặc là quý vị cần những cái sản phẩm gì thì quý vị cứ gọi cho Thu Hằng ha. Rồi Thu Hằng giới thiệu qua các sản phẩm khác. Đây là Thu Hằng nói luôn về cái Omega Tuy. Cái này là loại cao cấp nhé quý vị nhé. Cái này rất là chất lượng. Quý vị một ngày chỉ cần uống một viên thôi, giúp bổ mắt rất là tốt. Và tim mạch nữa, mắt mà bị kéo màng nè, hoặc là bị khô, bị đỏ, bị ngứa, hoặc là mắt của mình nó yếu đó quý vị. Quý vị uống rất là tốt nhé. Hello. Dạ vâng, con nghe cô ơi. Hoàng bộ đán có bán không vậy? Dạ con có cô. Bán bao nhiêu vậy Hằng? Hôm nay 70 đồng cô nhé. 70 đồng cho một hộp cô ha. Dạ, dạ vâng. Cái đó của ai? Của ai vậy? Cái này là của Samsung cô. Nó của hãng Samsung đây. Dạ vâng. Ok, mai cô tới ha. Dạ vâng, cô đến lấy giúp con đi, hàng hôm nay mới về hàng đó. Dạ vâng. Con cảm ơn cô. Dạ có, cô đến đi con tặng thêm vitamin E cho cô nè. Ok. Dạ vâng, con chào cô nhé. Dạ vâng ạ, con chào cô. Tiện cô hỏi thì Thu Hằng nói luôn hôm nay hoàn bộ đán mới về nhé quý vị. Bị chóp kho rồi, quý vị gọi lại cho Thu Hằng. Hoàn bộ đán hôm nay đã về rồi, từ nọ nay Thu Hằng hết hàng đó. Hôm nay về hàng rồi, quý vị nào cần thì đến lấy giúp Thu Hằng nhé. Vẫn còn cái deal good cho quý vị, giá là 70 đồng quý vị nhé. 70 đồng một hộp, nó có 60 viên trong này. Bình thường rất là mắc, mắc lắm chứ không có giá này đâu. Nhưng mà Thu Hằng sale gửi đến cho quý vị giá chỉ có 70 đồng thôi. Mà hôm nay quý vị lại được tặng thêm quà nữa đó nhé. Được tặng thêm cái vitamin E nữa quý vị ha. Cái này nó giúp rất là tốt cho những quý vị nào mà mất ngủ nè. Mình uống vào đó, nó ngủ ngon, giúp ngủ ngon. Và nó giúp cho mình máu tuần hoàn được lên não. Ai mà hay bị chóng mặt, choáng váng, đau đầu, hoặc là bị thiếu máu não, rồi bị đau nửa đầu, đó quý vị uống vô, nó giúp rất là tốt cho về những cái chứng bệnh đó nha. Hoặc là về tim mạch của mình nó cũng được ổn định nữa. Mình ngủ rất là ngon. Một hộp này 60 viên, hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị giá là 70 đồng thôi nhé. 70 đồng cho một hộp thôi, mà mình còn được tặng quà nữa nè quý vị ha. Và cái dịp Tết. Hello. Hello. Hằng à, cô Lê đây. Vâng, con chào cô. Hằng dạ. ơi, cái này cái mới giờ lên trên màn hình đó. Dạ vâng. Cái đó nó có update là ngày nào không? Dạ có chứ cô. Update là ngày mấy? 22. Nó là tháng 11 năm 2024 cô nhé. Ok. Dạ vâng. Dạ. Để tên cho cô Liên lấy một cái. Dạ vâng, cô Liên lấy một ha. Dạ. Rồi. Dạ rồi, con mời cô đến lấy giúp con. Dạ, okay. Con chào cô nhé. Tặng gì cho cô cái để bên cạnh luôn. Vâng, nha. Vâng, có. Dạ. Ok, cảm ơn Hằng nhiều. Dạ. Chờ lẽ ra là nhắm mắt rồi đó cưng ơi. Rồi, con cảm ơn cô nhé. Con chào cô. Okay. Vâng, bye con bye cô. Okay. Vâng. Dạ rồi, Thu Hằng thấy có mít kho, quý vị gọi lại cho Thu Hằng nhé. Có nhiều khách kỳ này đến mua hàng nói là tôi mua nhiều, có mua một cái chỗ mà toàn là gần hết hạn không, có nhiều cái hết hạn cho nên tôi phải coi kỹ. Mà quý vị mua hàng của tôi, hàng quý vị cứ yên tâm nhé. Hàng lúc nào cũng sản phẩm rất là dài, tại vì hàng tôi hàng đi hàng rất là nhanh, về đến đâu là hết đến đó, cho nên không có hàng bị đọng lại, cho nên không có cái hạn sử dụng hết đát. Nên quý vị yên tâm nhé. Sản phẩm của tôi hàng lúc nào cũng là 2023, 2024 không, chứ không có những cái
sản phẩm mà nó cái đát nó gần hết, nên quý vị cứ yên tâm. Rồi Thu Hằng lại nhắc qua một cái sản phẩm này nữa, hoàn bổ đán, quý vị nào cần gọi cho Thu Hằng nhé, tại vì Thu Hằng không có nhiều hàng đâu. Hello. Hello. Dạ vâng ạ. À. Chị chào Thu Hằng. Dạ em chào chị. Chị muốn mua cái nọc ong chúa với là cái gì của nó mà ha? Sáp ong chúa hả chị? Dạ vâng. Dạ vâng, nó là serum chị. Dạ vâng, nó là serum đó. Xài đẹp lắm chị ơi. Chị lấy một set nhé. Đúng, chị lấy một set. Dạ vâng. Được cái gì nào? Ồ đây, một cái set này, một cái sáp ong chúa nhé. Và hai cái nọc ong chúa nè. Đó. Mà hôm nay chị lại được tặng thêm vitamin E nữa chị ha. Wow. Sao chị nghe nói cái gì? Ai về cái gì? Ai gel hả? Vâng, nếu mà chị muốn lấy ai gel thì em đổi ai gel cho chị nhé. Ai gel là cái đó là treatment cho mắt đó phải không? Vâng, cho mắt chị. Dạ vâng. Cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Vâng, cái nào cũng được. Em mời chị đến lấy giúp em chị nhé. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị, em bye chị. Hello. Dạ chào chị. Dạ vâng. Dạ chị cho em hỏi tứ quý đại bổ mình còn không hả chị? Em còn chị. Dạ, dạ vẫn vâng. 100 đồng 3 hộp hả chị? Dạ vâng, vẫn 100 đồng 3 hộp là chị được tặng thêm hôm nay á. Nó có cái một cái deal mới là chị được tặng thêm một cái set nọc ong chúa. Đó, đặc biệt lắm, 100 đồng cho 3 hộp mà hôm nay chị gọi vào, chị được tặng thêm một cái đây là nguyên một cái set nọc ong chúa nữa chị nhé. Vâng, dạ. Đó, đặc biệt chị. Dạ, ngày mai có gì em ghé em lấy. Dạ vâng, có gì chị cứ ghé em nhé. Dạ vâng, dạ chào chị. Em cảm ơn chị, bye chị ha. Rồi, chị lấy là tứ quý ha. Rồi. Nếu mà ai mà cần nọc ong, nguyên một cái set sáp ong chúa quý vị nhé. Quý vị biết cái sáp ong chúa này, cái chai nó rất là lớn. Nó tới 50ml cho một cái chai, một cái hộp này. Và hai cái set, hai hộp nọc ong chúa nữa, quý vị kết hợp, quý vị xài chung da đẹp lắm quý vị ơi. Quý vị xài hết một cái bộ này, da mình nó thay đổi, nó xanh chắc, nó trắng mà nó sáng, da nó đều màu da mà da nó mọng lắm quý vị. Da ai mà khô mà cằn hoặc là bị giống như là bị cái lỗ chân lông lớn đó quý vị. Quý vị thoa xài một thời gian, cái da của mình nó xe khít cái lỗ chân lông lại, nó làm cho gọn mà cái da nó mềm mại lắm, mịn màng nữa. Quý vị xài nguyên một cái set này, một set này thôi là quý vị thấy da quý vị thay đổi rồi. Hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị giá chỉ có 100 đồng cho một hộp, một set này thôi nhé. Mình còn được tặng thêm eye gel nữa quý vị. Thì đây là cái một cái sáp ong chúa này không á, ở ngoài thị trường bán là 112 đồng. 112 đồng cho một cái chai này không. Hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị nguyên một cái set này chỉ có 100 đồng thôi mà mình lại còn được tặng thêm eye gel nữa quý vị nhé. Cho nên ai mà cần thì gọi ngay cho Thu Hằng để giữ được cái deal này. Bây giờ sắp sửa Tết rồi, quý vị xài nay tới Tết là da mình nó thay đổi mịn màng đẹp lắm. Nó cung cấp cái độ ẩm cho da nè, cung cấp nước cho da và nó làm se khít cái lỗ chân lông săn chắc. Khi quý vị xài cái này một thời gian, quý vị make up lên á, cái da của mình nó ăn phấn mà đẹp lắm. Nên quý vị dùng đi nhá, chỉ có 100 đồng thôi. Thu Hằng được biết là ở ngoài thị trường bán giá cái gì cũng bây giờ cái gì nó cũng lên giá rất là nhiều mà bình thường, cái loại bình thường thôi, serum đó, họ cũng bán trên 100 đồng cho một lọ rồi. Mà đây, một set này, quý vị mua chỉ có 100 đồng thôi. Cho nên rẻ lắm luôn á. Mà nó làm cho cái làn da của mình rất là đẹp. Quý vị nào cần thì gọi cho Thu Hằng nhé. Và Thu Hằng cũng nói luôn qua tứ quý đại bổ nè. Tứ quý đại bổ, nó là cái viên đạm tổng hợp. Khi mà quý vị nào mà ăn uống mà thiếu chất hoặc là cơ thể mình bị suy nhược, làm việc nó không có, nó cứ mệt mỏi, nó cứ bần thần, nó không muốn làm việc á, tại vì trong cơ thể của mình nó yếu, giống như nó không có đầy đủ chất dinh dưỡng, nó làm cho mình nó không được khỏe mạnh đó quý vị, mà mất ngủ nữa. Những quý vị nào mà ăn không được
ngủ không được thì uống cái viên này, tứ quý đại bổ, viên đạm tổng hợp này vô, quý vị ngủ rất là ngon mà làm cho mình ăn uống vô ăn được mà khỏe nha. À, một cái hộp này nó 120 viên. Hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị giá chỉ có 100 đồng cho 3 hộp ngày hôm nay. 100 đồng cho 3 hộp ngày hôm nay nhé. Quý vị nào cần viên tứ quý đại bổ hoặc là gọi là viên đạm tổng hợp, gọi ngay cho Thu Hằng nhé. 100 đồng cho 3 hộp ngày hôm nay. Gọi vào, quý vị được tặng thêm một cái nọc ong chúa luôn quý vị nhé. Một cái em đây Thu Hằng. Đây, quý vị gọi vào, quý vị sẽ được tặng thêm một cái set nọc ong chúa này, tế bào gốc nọc ong chúa 7 chai. Rất là tốt quý vị ha. Hello. Dạ vâng. Chị cho em hỏi, cho em mua cái phần là chị mới nói tứ quý đại bổ đó. Dạ vâng, tứ quý đại bổ chị nhé. Dạ cho vâng. Em hỏi cái đó cục của nước nào vậy chị? À, cái này là của Đại Hàn chị, Korea đó. Dạ vâng. Nó của hãng Samsung đó. À, cái hãng này nó cũng có tiếng, mình yên tâm mình dùng chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ, cái tiệm mình ở chỗ nào vậy chị? Nó nằm trên đường Garden Road góc Newland chị ha. Nó trong khu Newland Plaza đó. Newland với cái gì đó? Garden Road. Dạ vâng, dạ. Dạ, lần đầu tiên em chị cứ giữ lại cái địa chỉ của em đi hoặc là cái số phone của em. Xong là nếu mà chị đi mà không em kiếm được chị gọi cho em nhé. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Em ba chị. Hello. 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 Dạ vâng. À, tứ quý đại bổ 100 đồng 3 hộp phải không? Dạ vâng ạ. À, đã được tặng cái gì vậy? Được tặng thêm cái serum tế bào gốc nọc ong chúa chú nhé. Ngày mai tới lấy được không? Vâng, được. Ngày mai chú đến đi nhé. Chạy đường gì tới đây? À, sao chú? Chạy 22 exit nào vậy? Ồ, bây giờ con không chỉ đường cho chú được. Bây giờ chú cứ giữ số phone của con đi. Ngày mai chú gọi cho con chỉ đường cho chú kỹ hơn nhé. Trước khi đi chú gọi cho con chỉ đường cho chú ha. Dạ. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Con chào chú. Dạ. Dạ rồi. À, quý vị thông cảm nhé. Ở trên show Thu Hằng không có nhiều thời gian để mà chỉ đường cho quý vị kỹ hơn, thì quý vị cứ giữ số phone của Thu Hằng, trước khi đi quý vị gọi cho Thu Hằng chỉ đường cho quý vị nó dễ dàng hơn nhé. À, và bây giờ Thu Hằng cũng nói tiếp qua về cái đây là cái viên bổ thận nè quý vị. Cái này một hộp nó có 360 viên của hãng Quang Đông nhé, là một trong cái hãng nổi tiếng của Hàn Quốc. Họ làm ra những cái sản phẩm này giúp rất là tốt cho cái sức khỏe của mình. Những quý vị nào mà bị yếu thận, suy thận hoặc là đi tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu đêm nhiều lần, mình đi tiểu nhiều lần đó, mình giống như là cái thận của mình nó yếu, thì quý vị uống nó hỗ trợ nhé, hỗ trợ nó giúp cho cái thận của mình được khỏe mạnh hơn quý vị ha. Thì một cái hộp này 360 viên hôm nay Thu Hằng bán vẫn cái giá đặc biệt cho quý vị 100 đồng một hộp. Nếu mà quý vị mua một hộp thì quý vị sẽ được tặng thêm một cái chai dầu xịt đau nhức. Còn nếu như quý vị mua hai, quý vị được tặng một nhé. Mua hai được tặng một. Còn nếu như quý vị mua một hộp thôi, mình sẽ được tặng thêm một cái chai dầu đau nhức ngày hôm nay. Đó là thuốc bổ thận quý vị nhé. Uống rất là tốt quý vị. Lô hàng bán nhiều lắm. Những khách hàng nói là uống, tôi uống qua rồi. Giống như anh Liêm. Anh Liêm nói là anh Liêm dùng rất là nhiều. Mà hồi đó anh mua đâu có được sale nhiều như thế này đâu. Bây giờ được sale nhiều, anh thích lắm. Anh chị tới mua thường xuyên luôn, nói là uống cái này. Hoặc là cô Sáu cũng vậy, cô Sáu uống nhiều lắm, cô nói tốt lắm. Thì ai mà cần thì gọi cho Thu Hằng nhé. Bổ thận giúp về thận, về hoặc là đi tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu rát, tiểu nhiều lần, nó bị yếu thận, suy thận đó quý vị, thì quý vị uống nhé, tốt lắm. À, một hộp này là 100 đồng. Quý vị mua 2 quý vị được tặng 1, mà hoặc là quý vị mua 1 thôi thì quý vị sẽ được tặng thêm một cái chai dầu xịt đau nhức. Hoặc là hôm nay quý vị gọi vào đặc biệt nhé, quý vị sẽ được tặng thêm một cái chai dầu dầu gội đầu
chống rụng tóc, nuôi dưỡng cho tóc khỏe và kích thích mọc tóc. Mà nhất là những quý vị nào mà bị gầu nấm da đầu, xài cái này rất là tốt luôn. Cái loại này nó làm mềm mịn mại cho tóc lắm. 100 đồng quý vị nhé. Hôm nay quý vị sẽ được tặng, gọi vào quý vị được tặng cái chai dầu gội đầu nhé. Cái này thì không làm quà tặng đâu, nhưng mà hôm nay tôi Hằng muốn giới thiệu dầu gội đầu đến cho quý vị để quý vị xài thử. Hôm nay quý vị không cần phải mua, quý vị được tặng nhé. Cái chai này là 30 đồng. Tôi Hằng không có giá sale nhiều hơn nữa. Giá chính thức của nó là 45 đồng. Ở bên Hàn đó là 45 đồng cho một lọ này. Tại vì cái loại này là loại cao cấp chứ không phải loại thường đâu. Da của cái da đầu mà bị nấm nhiều đó, quý vị dùng cái này nó giúp trị nấm rất là hay, gầu á, rồi bớt rụng tóc và kích thích mọc tóc mà làm cho cái tóc mình mượt mà mịn màng lắm quý vị nhé. Hôm nay quý vị mua bổ thận, quý vị được tặng cái dầu gội đầu nhé. Hôm nay Thu Hằng có mấy sản phẩm để gửi cho quý vị được tặng cái dầu gội đầu, hoặc là quý vị mua cái viên, đây là cái viên đột quỵ nhé. Viên đột quỵ 100 đồng, hôm nay quý vị cũng vẫn được tặng thêm một cái chai dầu gội đầu luôn quý vị nhé. Thêm một cái chai dầu gội đầu. Hello. Cô Thu Hằng. Dạ vâng, con đây. Hôm vừa rồi mua cái thuốc mà về hô hấp đó, tôi uống mới uống có 2 ngày mà bữa nay tôi cảm thấy tôi ngủ được rồi đó cô Hằng. Ồ vậy hả cô? Tốt quá. Tôi đang nói tôi uống hết rồi, tôi sẽ lên tôi mua mấy hộp nữa. Vâng. Với lại đang coi cái like của cô Hằng đó, đang là coi quảng cáo cái bộ thận đó. Vâng. Mà ông xã tôi, ông đi lọc thận, không biết mình có dùng cái đó được không? Cái này á, nó không phải thuốc trị bệnh, mà nó hỗ trợ cô. Nó hỗ trợ, nó giúp bồi bổ thêm. Cho nên mình uống được đó, con nghĩ uống được cô nhé. Vậy thôi để cho tôi order một hộp đó đi, một phần đó đi. Dạ vâng, dạ. Rồi có gì rồi phải qua tuần tôi chạy lên tôi lấy về cho ông uống thử, ông đi lọc thận phải 2-3 năm rồi. Ồ vậy à cô. Cô cứ lấy thử về cho chú uống nhé. Nó là dược thảo thôi. Dạ vâng ạ. Okay, dạ, rồi, con cảm ơn cô. Vâng, con chào cô. Vâng ạ, con cảm ơn cô nhé. Dạ, con chào cô. Dạ vâng. Và Thu Hằng nói luôn về cái viên đột quỵ này quý vị. Viên này chống đột quỵ, tai biến mạch máu não. Quý vị nào mà bị thì quý vị uống mỗi ngày nha. Còn những quý vị nào mà thấy mà mình hay bị giống như là bị tê cái lưỡi đó, rồi nói ngọng, hoặc là tay chân của mình nó bị cứng, nó khô cứng, nó là nó bị biến chứng đó quý vị. Uống một thời gian thôi, nó từ từ nó làm cho cái lưỡi của mình á, nó bình thường, nó không có còn bị cứng nữa và không còn nói ngọng nữa. Tại vì nhiều khách hàng của Thu Hằng uống xong rồi cho Thu Hằng biết là rất là tốt. Thì cái hộp này đó, hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị giá là 100 đồng. Thì quý vị sẽ được tặng thêm một cái chai dầu gội đầu nha quý vị. Cái chai dầu gội đầu 30 đồng. Giá chính thức là 45 đồng mà Thu Hằng hôm nay gửi đến quý vị giá là 30 đồng. Cái dầu gội đầu này rất đặc biệt. Quý vị biết là Thu Hằng bán hàng á, lúc nào cũng những cái sản phẩm tốt thôi, chứ còn sản phẩm mà không có hiệu quả Thu Hằng không có bán đâu. Cho nên quý vị nào mà muốn thử thì cứ gọi cho Thu Hằng nhé, để mà mình lấy thử về. Hôm nay cái giá đặc biệt lắm quý vị ha. Bao nhiêu nhỉ? 100 đồng. 100 đồng mà mình có thêm một cái chai dầu gội đầu nữa quý vị nhé. Hoặc là quý vị muốn mua dầu gội đầu không thì 30 đồng một chai nhé. Còn cái này là 100 đồng. Còn nếu như quý vị muốn mua 2 thì được tặng 1 luôn quý vị nhé. Mua 2 được tặng 1 là 200 đồng. Quý vị có 3 hộp ngày hôm nay. Đó là trong cái dịp lễ này, trong dịp lễ Tết này, quý vị được cái giá đặc biệt đó. Còn ai mà cần dầu gội đầu thì 30 đồng một chai nhé. Cái này xài lâu lắm tại vì rất đậm đặc, mà cái chai này nó lớn hơn cái chai cũ mà Thu Hằng vẫn thường bán, nhưng mà nó tốt hơn cái chai dầu đầu cũ đó quý vị. Nên quý vị xài thử đi, rất là tốt, mềm mại tóc, mượt mà nó chống rụng tóc, kích thích nó mọc tóc và nó làm cho
nhất là bị gầu, bị nấm trên da đầu của mình, xài tốt lắm nhé. Ai mà tóc mà bị khô, bị trẻ, gãy do mà mình nhuộm nhiều đó, hoặc là mình kéo tóc, mình sấy tóc nhiều, nó hại tóc mình, thì mình dùng cái dầu gội đầu này, nó giúp cho cái tóc mình nó khỏe, nó bóng mượt nhé. Rồi, Thu Hằng lại nói qua về cái đông trùng hạ thảo nước này quý vị. Đông trùng hạ thảo dạng nước. Hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị chỉ có 50 đồng cho một hộp thôi nhé. 50 đồng cho một hộp này thôi. Nó có 30 gói trong này. Mỗi ngày quý vị chỉ cần uống 1 đến 2 gói thôi. Nó giúp sức khỏe mình rất là tốt. Quý vị biết là đông trùng hạ thảo giúp bớt đi tiểu đêm nè, tốt cho thận đó. Rồi máu huyết lưu thông được tốt nè. Rồi giúp cho ngủ rất là ngon. Và cái đường hô hấp của mình yếu, giống như là bị cứ ho rồi khò khè, tức ngực. Quý vị uống cũng rất là tốt. Mà nó nhất là đặc biệt nhất là máu huyết lưu thông. Hello. Thu Hằng báo nó phát cái hộp chị mới đưa lên cái tên gì? À, cái hộp này hả cô? Đông trùng hạ thảo hả cô? Đỏ đỏ là chống đột quỵ cô. Cái gì? Cái viên chống đột quỵ. Chống đột quỵ. Dạ vâng. Hôm nay sale rẻ lắm. Mua 2 tặng 1. Hôm nay có 200 đồng mà cô có 3 hộp ngày hôm nay. Lần đầu tiên nó được sale với giá như thế này đó cô. Dạ vâng. Mua 2 tặng 1 mà một viên nó uống. Bao lâu uống cái? À, cái này đó, nếu mà mình không bị gì hết á thì dạ vâng, nếu mà cô không có bị gì hết á thì 1 tháng cô uống 1 viên, còn cô hay bị đau đầu, chóng mặt, choáng váng thì 2 tuần cô uống 1 viên. Dạ vâng. Ok. Dạ. Dạ con chào cô nhé. Dạ rồi. Thu Hằng nói tiếp về cái đông trùng hạ thảo nhé. Mà cái này nó là dạng nước, khi quý vị uống nó thẩm thấu nhanh vào trong cơ thể của mình. Nó giúp cơ thể của mình mau khỏe lắm. Cơ thể ai mà đang bị suy nhược, yếu, quý vị uống vô nó mau bình phục lắm. Hello. Hello. Dạ vâng, con nghe đây cô. Chị Hằng ơi, em dạ. Thấy chị để cái hình dầu ở đâu mà nãy giờ đợi hoài để hỏi để xem có bán sao mà chưa thấy quảng cáo. Vâng, cái dầu gội đầu em bán là 30 đồng cho một chai chị nhé. Vâng. Dạ vâng. Rồi còn cái thuốc nhuộm. Cái dầu nhuộm hả, 22 đồng cho một hộp á chị. Dạ vâng. Rồi là mua trên 100 có được tặng cái gì? Hôm nay á chị được tặng quà đây này, được vitamin E này chị. Vitamin E thôi. Dạ vâng. Dạ ông chị cứ tới đi rồi em coi em có cái gì em tặng cho chị nhé. Rồi. Dạ vâng. Tại vì nghe quảng cáo cái xà bông đó nên mình nghĩ coi mua được bao nhiêu tiền thì được tặng cho xà bông đó, là mình tính mua dầu. Cái chai xà bông này á, dầu gội đầu này hôm nay có 2 cái món để mà được tặng. Đó là viên đột quỵ và thuốc bổ thận chị nhé. 2 cái này nếu chị mua thì chị sẽ được tặng nhé. Dạ. Tới chị cho mình coi lại cái set mà ông chúa và cái chai trắng trắng cái nãy. Vâng. Dạ đây em lấy cho chị coi. Đây là cái nọc ong chúa chị nhé. À sáp ong chúa. Chị sẽ được tặng 2 cái nọc ong chúa nhé. Dạ vâng. Mà cái chai bên trong nó là serum hay là? Nó là chị, serum chị. Serum. Đó. Dạ vâng. Dạ. Mà mình phải xài kèm cái này với cái kia hay là... Vâng, chị xài 2 cái kết hợp, da rất đẹp. Dạ vâng. Chị ơi, em mời chị đến, chị coi nhé. Rồi nếu mà chị cần thì chị lấy nhé. Em cảm ơn chị, em bye chị. Hello. Hôm nọ tôi mua hơn 200, cô bảo cô sẽ tặng cho tôi cái chai đông trùng hạ thảo 20 viên rồi. Cô chẳng có tặng cho tôi gì cả. Ô vậy hả? Chú ơi, sao chú không nói con? Bây giờ tôi về tôi mới nhớ ra. Ồ vậy hả? Ừ. Vâng. 201. Chú ơi, bây giờ như vậy, bữa nào chú ghé con đi, rồi con gửi lại cho chú nhé. Tại vì con không có biết là ai là những người mà gọi vào trong cái show đó. Nếu mà chú gọi vô thì chú cho con biết, thì con gửi cho chú nhé.
Ok, cảm ơn. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Chú cứ ghé con nhé. Dạ vâng, con chào chú. Dạ vâng. À, rồi, bây giờ Thu Hằng lại nói qua cái sản phẩm khác nè. Đây là đông trùng hạ thảo nước quý vị nhé. Nếu mà quý vị nào mà cần đông trùng hạ thảo nước thì gọi ngay cho Thu Hằng. Hôm nay sale rẻ lắm, chỉ có 50 đồng cho một hộp 30 gói thôi. Uống vào nó giúp bồi bổ sức khỏe, phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Cho những quý vị nào mà cơ thể bị suy nhược, bị yếu, mệt á, người nó không có được khỏe, quý vị uống vô đông trùng hạ thảo thì nó nổi tiếng từ xưa rồi, đến giờ rồi, mà cái này là của hãng Quang Đông luôn quý vị nhé, cũng là của hãng Quang Đông luôn ha, uống rất là tốt. Rồi hôm nay Thu Hằng có một sản phẩm mới nữa, cũng là đông trùng hạ thảo, nhưng mà nó là cái dạng viên giống như viên thuốc tễ đó quý vị, cũng giống như cái viên hoàn bổ đán đó, nó cũng giống như viên thuốc tễ. Một hộp này nó có 10 viên, uống rất là tốt, tại vì nó có nhiều cái vị thuốc thuốc bắc, nó dài lắm. Thì để lúc nào Thu Hằng có nhiều giờ, Thu Hằng sẽ đọc kỹ cho quý vị. Thì bao gồm vô trong một cái viên dược thảo này, nó giúp rất là tốt cho sức khỏe. Ai mà bị suy nhược cơ thể, bệnh mới dậy, hoặc là bị suy thận, yếu thận, mình hay bị đi tiểu đêm, rồi mình mất ngủ thường xuyên, quý vị uống vô, nó máu huyết nó lưu thông, nó làm cho cơ thể khỏe lắm. Thì một cái hộp này đó, hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị cái giá là 18 đồng thôi. Giá chính thức của công ty nói Thu Hằng bán là 45 đồng. Nhưng mà mua một tặng một, mà Thu Hằng nói thôi, Thu Hằng không có thích bán tặng như vậy. Thu Hằng bán chỉ lờ một tí định gửi cho quý vị thôi. Giá là 18 đồng cho một hộp này quý vị nhé. Một hộp này nó có 10 viên, uống vô rất là khỏe, rất là tốt luôn quý vị. Một hộp này hôm nay đó là đông trùng hạ thảo. Từ trước đến giờ đó Thu Hằng bán là những cái loại kia là sâm, nhưng mà hôm nay mới có được, dạng công ty mới ra được cái sản phẩm này, đó là đông trùng hạ thảo dạng viên nhé. Dạng viên giống như viên thuốc tễ, mỗi ngày quý vị cứ nhai một viên thôi, chỉ cần uống một viên cho một ngày thôi, uống nó bồi bổ cho sức khỏe quý vị nhé. Cái này hôm nay tôi hàng gửi đến quý vị chỉ có 18 đồng thôi nhé. 18 đồng cho một hộp này. Nếu mà bán mà 45 đồng á, mà mua một tặng một á, nó cũng tới 20 mấy đồng cho một hộp rồi. Nhưng mà tôi hàng gửi đến quý vị chỉ có 18 đồng thôi. Cho nên quý vị nào mà cần thì gọi cho tôi hàng nhé. Viên đông trùng hạ thảo dạng viên giống như viên thuốc tễ đó. Nhiều các bác á, nó thích ăn cái dạng thuốc tễ lắm, ăn cái này rất là ngon, mà cái hạn sử dụng nó lâu lắm quý vị nhé. Đó, ai mà cần thì gọi cho Thu Hằng nha, viên đông trùng hạ thảo dạng viên nha. Rồi Thu Hằng nói qua sản phẩm khác luôn nhé. Đây Thu Hằng nói về cái kem thoa tan mỡ nè. Kem thoa tan mỡ hôm nay cũng vẫn còn cái deal good quý vị nhé. Mua một tặng một, giá là 120 đồng. Mua 1 tặng 1 ngày hôm nay. Nếu mà quý vị gọi vào, quý vị cũng vẫn được tặng thêm một cái nọc ong chúa quý vị nhé. Serum tế bào gốc nọc ong chúa luôn. Hôm nay rất là đặc biệt, ngày lễ, ngày Tết, quý vị giống như là một lời tri ân đến cho quý vị. Nên Thu Hằng có những cái món quà đặc biệt để gửi cho quý vị. Nếu mà quý vị hôm nay mua kem thoa tan mỡ nhé, mua 1 tặng 1 và tặng thêm một cái set nọc ong chúa 7 chai hôm nay. Đó, rất đặc biệt nhé. Cái này xài quý vị thoa lên, nó làm săn cái da của mình lại, xe cái da của mình lại, nó làm cho gọn cái thân hình, bơn những cái mỡ thừa đi. Mà ai mà bị đau nhức nhiều, quý vị thoa lên giảm đau rất là hiệu quả luôn. Cái này nó rất là hay nhé quý vị. Vì rất là nhiều khách hàng của Thu Hằng xài qua rồi mà cho Thu Hằng biết là lúc trước đâu có biết đâu, cứ nghĩ là ồ mình chỉ có thoa bụng thôi, hoặc là quý vị nào mà đầy bụng khó chịu đầy hơi đó, quý vị thoa vô cái bụng của mình vừa bơn mỡ mà lại vừa tiêu hóa tốt nữa, mà đau lưng quý vị thoa cái vùng lưng, nó giảm đau rất là hiệu quả luôn, mà nó còn bơn được những cái mỡ thừa trong cơ thể của mình, mà nó còn giúp giảm đau nữa, nên nó có nhiều công dụng lắm. Một cái chai này nó to lắm nha quý vị, nó tới 300 ml cho một
một chai lận chứ không có ít đâu, 300ml. Hôm nay quý vị mua một tặng một và được tặng thêm một cái nọc ong chúa ngày hôm nay. Nếu quý vị gọi vào cho Thu Hằng thì quý vị sẽ được tặng thêm quà nhé. Ai mà cần gọi cho Thu Hằng, mùa này đó là nhiều khi ăn uống nhiều lắm, bánh chưng, bánh tét, mức này kia nó lên ký dữ lắm, cho nên quý vị uống, quý vị thoa để cho nó bơn bớt những cái mỡ thừa cơ thể của mình, giúp cho mình có cái thân hình thon gọn nhé. Và Thu Hằng cũng nói tiếp về cái serum trị mụn nè. Hello. Dạ vâng. Cậu mới nghe đài cái thò bụng mới hôm nay. Dạ. Mình tặng thêm cái nọc ong chúa. Đúng rồi chị. Ok, ngày hôm nay bệnh không có ra lấy, nhưng mà hôm nay nhờ bệnh nhờ vậy mà được tặng thêm quà. Rồi chị đến lấy sớm giúp em nha. Ok chị. Dạ. Rồi cái gì hồi nãy nghe nói gì mà cái đông trùng hạ thảo đó. Vâng. Đông trùng hạ thảo chị. Dạ, cái đó thì bán 103 hộp thôi. Hay sao? Đông trùng hạ thảo hả chị? Đông trùng hạ thảo loại nào chị nhỉ? Viên hả? Quên nãy nói nó có loại nước uống hơn là loại viên. Ồ, loại nước là 50 đồng. Hôm nay đang sale 50 đồng cho một hộp đó nhá. Dạ vâng. Dạ, còn nãy nghe nói cái nào có hai loại nước, loại viên, cái đó loại gì? À, cái loại này là loại viên, giống như viên thuốc tễ đó chị. Cái này chị Thảo cứ mỗi ngày chị ăn một viên. Cái loại đó là loại nước á. Trước đó là loại nước, dạ vâng. Loại nước là cái gì vậy hả? Đông trùng hạ thảo dạng nước. Ông trường hành là dặn nước. Okay. Dạ vâng, từng gói từng okay, gói dạ. Một. Dạ. Ok, okay. Dạ, vâng. Dạ chị cứ ghé em nhé. Dạ rồi. Rồi Thu Hằng lại nói qua sản phẩm khác nha. Cái này là cái viên 3080 đau nhức. Ai mà bị thần kinh tọa hoặc là bị những cái khớp xương của mình nó bị yếu, đau nhức nhiều hoặc là bị thái hóa cột sống nè, rồi mình bị giống như là bị loãng xương, rỗng xương đó, thì cái loại này nó rất là tốt, nó hỗ trợ cho về xương khớp, rồi về gân, về sụn hoặc là về đau nhức nhiều. Quý vị uống cái này thì nó có tiếng từ xưa đến giờ rồi, 3080 đau nhức của Samsung quý vị nhé. Một hộp này nó có 180 viên. Hôm nay Thu Hằng gửi đến quý vị giá chỉ có 120 đồng thôi quý vị nhé. 120 đồng cho một hộp này. Nếu quý vị gọi vào hôm nay, quý vị vẫn được tặng thêm quà. Đó là viên đau nhức nha. Rồi Thu Hằng nói qua một cái sản phẩm nữa. Bây giờ Thu Hằng nói về cái thuốc bổ phổi nha. Cái này bổ phổi nè, uống tốt lắm quý vị. Những quý vị đấy, lúc nãy có cô chia sẻ đó, cô nói uống 2 ngày thôi mà bây giờ cô ngủ ngon êm lắm. Nhiều các bác á, tối đi ngủ bắt đầu ho nhiều lắm, ho không ngủ được. Quý vị uống một gói vô, một trong vòng 5 đến 10 phút thôi, nó êm, nó dịu, nó dễ chịu mà nó làm ấm cơ thể quý vị, ngủ ngon lắm nhé. Thì đây, Thu Hằng có hai dạng nhé. Cái này là dạng nước, từng gói một. Một hộp nó có 32 gói. Nếu mà quý vị mua thì 40 đồng cho một hộp nhé. 40 đồng cho một hộp. Còn nếu như quý vị mua cái hộp mà cao đó, để Thu Hằng lấy cái hộp mà này nè. Nó là dạng cao. Một hộp này nó có 4 hũ. Thì giá là 100 đồng cho một hộp. Dạng cao này thì mình cứ múc, mình pha với nước ấm, mình uống 100 đồng cho 4 hũ nhé. Mà chỉ trong ngày Tết này thôi, còn ra Tết là giá nó sẽ cao hơn nhiều, chứ không còn cái giá này nữa. Cho nên quý vị nào mà cần thì gọi cho Thu Hằng mà đến lấy. Rất là nhiều khách hàng của Thu Hằng nói cái bài thuốc, nó đúng là một cái bài thuốc này, khi mà quý vị uống vào nó giúp ấm cơ thể. Tại vì nó có gừng, có táo, có lê, có hoa chuông tím. Khi mà kết hợp lại, uống ngủ rất là ngon và làm ấm cơ thể. Những quý vị nào mà bị ho hen suyễn, nó ho long đàm hoặc là cứ khò khè cái cổ của mình, uống đi, nó giúp rất là tốt. Rồi cái gói cũng vậy quý vị nhé. Cái gói này nè, cũng vậy,
nếu mà quý vị nào mà bị về cái đường hô hấp của mình yếu á, viêm phổi hoặc là ho hen suyễn, quý vị uống nhé. Hello. Hello chị Hằng ơi, chị đang like hả? Dạ vâng à chị. Chị, em muốn lấy cái kem pho tan mỡ đó. Dạ vâng. 120 bay quanh get quanh được cái siêu đông đặc công chúa hả? Vâng. Nhưng mà em muốn lấy cái dầu gội đầu được không? Dầu gội đầu thì không được. Không được hả? Dạ vâng. Hôm nay dạ mình rồi, được serum đó. Em phần đó nha. Dạ vâng. Rồi em nghe tiếp. Dạ, dạ chị tiếp. Cho em biết là chị xài cái kem tan mỡ chị thích không? Dạ thích. Chị xài dạ, nhiều rồi phải không? Đang, em vừa nãy giống như chị nói, vừa tan mỡ mà nó vừa làm cái đau mình bị đau bụng đó. Vâng. Cái mình khoa lên lát ấm cái bụng nó không có đau nữa chị. Vâng, nó dễ dạ. chịu chị ha. Dạ vâng. Mình hiểu. Dạ, rồi mẹ em lấy khoa đau nhất đó. Vâng, đúng rồi. Dạ. 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 Em cảm ơn chị. Tiếp tục mua đó chứ. Vâng, em cảm ơn chị đến lấy giúp em nhé. Dạ rồi. Dạ vâng. Cảm ơn chị Hằng. Em chào chị. Vâng. Dạ rồi. Nên cái kem thoa tan mỡ này, những ai mà xài qua rồi đều biết về cái hiệu quả của nó. Thích lắm luôn quý vị. Quý vị xài thời gian nó làm cho săn chắc mà nó làm dễ chịu lắm. Nó không có bị cháy da. Có nhiều loại nó nóng, nó làm cháy da. Mà có nhiều loại thì nó lại chẳng ăn thua gì. Mình thoa cứ chơi chơi vậy thôi. Nó chẳng có hiệu quả gì hết. Nhưng mà cái loại này rất là hiệu quả. Xài tốt lắm. Cho nên tiền nào của đó nha quý vị. Quý vị phải nên biết là tiền nào của đó, hàng chất lượng thì giá nó mắc nhưng mà hàng rất là chất lượng, còn hơn là quý vị mua những cái chai nhỏ nó rẻ tiền nhưng mà xài chẳng ăn thua gì hết. Nếu nó tầm thường thôi, chẳng có gì hết thì nó cũng phí tiền đi. Mình cần sử dụng các loại tốt để cho nó có hiệu quả. Rồi, Thu Hằng nói qua cái sản phẩm khác nhé. À, đây, Thu Hằng chưa nói xong về cái hoa chuông tím nha quý vị. Hoa chuông tím và trái tuyết lê. Thì hôm nay một cái hộp này 40 đồng cho 32 gói nhé. Nếu quý vị gọi vào, hôm nay 100 đồng vẫn còn được 3 hộp nhé. Hello. Hoàng ơi. Dạ vâng. Có bán cái thuốc da tây bì ấy, bữa nay bán sao? Ồ, tê bì hả à, cô? 60 đồng cho một hộp cô nhé. Ừ, dạ vâng. Có tặng gì không? Dạ, hôm nay cô vẫn được tặng thêm cái vitamin E nè cô. Ồ. Dạ vâng. Đây, 60 đồng. Cô uống rồi phải không? Ờ, thuốc tê bì tôi đang uống mà gần hết rồi. Dạ vâng, cô đến lấy đi nhé. Hôm nay vẫn... Còn linh chi, đông trùng ở lượng linh chi bữa mới ra, mất 2 ngày nó mới ra mua một... ba cái đó. Dạ vâng. Bây giờ bữa nay có tặng cái gì khác không? Không lấy cái hộp mà serum này là mình cho tặng đi mình làm khó. À, vậy hả? Vậy hả? Khó hả? Vậy cô mang ra con đổi cho. Đổi gì làm mẹ nó hết ống rồi. 22 ngày ống mà tôi thấy này chắc ống bị tha chừng ngày 2 lần hết mẻ rồi. Đổ tới đổ luôn đi sao? Dạ. Dạ vâng, cô ra đi rồi con đổi cái khác cho cô nhé. Đổi quà khác cho cô. Okay, rồi. Dạ vâng. Dạ, okay, con cảm ơn cô nhé. Vâng. Em chào cô. Vâng. À, đây, bộ phổi 100 đồng, 3 hộp quý vị nhé. Vẫn còn cái good deal ngày hôm nay là 100 đồng cho 3 hộp. Sau này quý vị sẽ không còn mua được cái giá này nữa. Trong cái dịp lễ này thôi, ngày Tết này thôi, thì quý vị còn được cái giá này. Hello. Hello. Thu Hằng nghe đây ạ. À. Hello. Rồi, quý vị gọi lại cho Thu Hằng đi. Khi quý vị gọi vào, quý vị nghe bằng phone thôi, đừng có nghe trên TV. Nó phải một lúc sau. Hello. Hello cô. Hồi chiều đó. Dạ. Tôi có mua... hai phần mỗi một hộp 4 cái cao hắc sâm đó. Dạ. Tại vì tôi cho ta cũng thích, ta muốn đổi lại hồng sâm nữa không cô? Dạ được chú. Dạ vâng. Vâng. Có gì mai tôi ghé chiều mai. Dạ. Làm việc không? Dạ có, nhưng mà chú đến thế sớm nhé. Chiều mai con đóng cửa sớm đó nhé. Đóng mấy giờ vậy? 6 giờ. Vâng.
Dạ. Cảm ơn. Dạ vâng. Con cảm ơn chú. Con chào chú. Dạ. À, rồi Thu Hằng đang nói về cái gì nhỉ? Thôi bây giờ Thu Hằng nói luôn về cái viên tê bì tay chân nhé. Bên tê bì tay chân hôm nay vẫn còn cái giá là 60 đồng. Những quý vị nào cần dùng là những quý vị nào hay bị tê bì tay chân à, rung tay chân bị rung hoặc là nó tê cứng tay chân khi sáng ngủ dậy. Rồi hay bị đau cái vai, vai đau cổ rồi bị Hello. Dạ con nghe đây cô ơi. Mấy hôm con đau quá con chưa có đi được. Để dạ vâng. Con tê bì với ho. Dạ vâng, tê bì với thức ho cô nhá. Mai mà ở nhờ ổng được thì ổng đi lấy cho mà. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. À. Con chào cô nhá. Để con sâm, sâm của cô á. Dạ, con có sâm. Cô lên con lấy rồi nhá. Dạ vâng. Dạ. Mấy còn mấy thứ nữa cô coi lại. Cô cứ cứ viết cái tờ giấy nhá. Cô viết là cái tờ giấy đi, ông tôi quên. Dạ con chào cô nhá. Con cảm ơn Thu Hằng. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Con chào cô. Rồi Thu Hằng nói tiếp về cái viên tê bì nhá. Những quý vị nào mà hay bị đau cái vai, đau cổ, xong rồi bắp tay, nhiều khi mình dơ lên dơ xuống khó khăn đó quý vị. Quý vị uống vô rất là tốt, hoặc là bị phong thấp, bị chuột rút vọc bẻ đó, rồi bị giống như là tim mạch của mình nó không được ổn định, máu nó không có thông được lên não, cholesterol cao, quý vị uống cái này vô rất là hiệu quả luôn. Tu Hằng bán, khách Tu Hằng uống ai cũng khen hết, nói là cái này uống tốt, giúp máu huyết lưu thông, và cái chứng bệnh mà tê bì tay chân á, uống vô nó hiệu quả lắm. Thì một hộp này hôm nay chỉ có 60 đồng thôi quý vị nhé. Đang sale, vẫn còn sale cái giá là 60 đồng. Hôm nay quý vị gọi vào, quý vị vẫn được tặng thêm quà ngày hôm nay nhé. Mình vẫn được vitamin E nhé. Quý vị ơi, nếu mà quý vị gọi vào cái trong chương trình nào mà quý vị được tặng cái gì đó, quý vị nhớ nhắc Thu Hằng. Tại vì Thu Hằng không có biết được ai gọi vô cái show nào. Cho nên nhiều khi giống như chú lúc nãy nói là chú mua mà chú không có quà. Tại vì chú không có nói nên con không biết. Nên quý vị đến, quý vị nhớ nhắc Thu Hằng là ô tôi gọi vô hôm đó là được tặng cái gì đó. Thì Thu Hằng sẽ gửi biếu cho cô chú nhé. Nên phải nhắc cho Thu Hằng. Thu Hằng không có biết được đâu. Quý vị nhớ nhắc không thôi là mình bị thiệt thòi đấy. Rồi Thu Hằng nói về cái trị mụn nè. Cái serum trị mụn rất là hiệu quả luôn. Nhất là những các cháu mà đang cái tuổi lớn á, bị mụn rất là nhiều trên cái da của mình. Quý vị cứ cho cháu xài đi. Xài rồi nó hết mụn rồi, nó bị thâm, bị những cái thẹo lồi lõm trên cái da, vẫn xài. Xài cho khi nào mà nó lành cái vết thương rồi thì quý vị ngưng nhé. Tại vì cái serum này nó giúp làm lành cái vết thương và nó làm cho cái da mình nó mịn màng nha, trắng sáng. Một cái này hôm nay vẫn là 70 đồng quý vị nhé. Nếu mà quý vị mua 2 chai thì quý vị được tặng thêm 1 chai là 140 đồng. Quý vị có 3 chai. Còn nếu mà quý vị mua 1 chai không thì 50 đồng quý vị ha. Nếu mà quý vị mua 1 chai không là 50 đồng. Còn nếu mà mua 2 được tặng 1 là giá 140 đồng nhé. Và Thu Hằng nói luôn qua, đây là cái này nó là sâm cao cốt hắc sâm lộc nhung quý vị. Cao cốt hắc sâm lộc nhung một hộp này nó có 4 hũ trong này. Một hộp nó có 4 hũ. Loại này là loại cao cấp đặc biệt nha quý vị, chứ không phải loại thường đâu. Loại cao cấp uống, nếu mà quý vị nào mà uống đắng được á, thì mình uống. Còn nếu mà mình muốn uống ngọt á, mình cho thêm chút mật ong vô thì mình uống. Tại vì cái này nó giúp những người mà tiểu đường nè, cao máu, cao mỡ, cơ thể suy nhược, hay bị đau nhức xương khớp của mình đó, uống vô rất là tốt, nó nuôi dưỡng cho cái xương khớp mình chắc khỏe, rồi giúp phục hồi cái sức khỏe rất là nhanh. Những ai mà cơ thể suy nhược yếu uống một cái hộp này đó, nó có 4 hũ nhé. Hôm nay Thu Hằng gửi quý vị giá sale chỉ có 140 đồng thôi quý vị nhé. 140 đồng gọi vào mình vẫn được tặng quà nhé. Mình vẫn được tặng thêm quà ngày hôm nay, một hộp cao cốt lộc nhung. Cái gì? Cao cốt sâm lộc nhung quý vị nhé.
sâm lộc nhung 140 đồng. Là nó có 4 hũ trong đó. Rồi quý vị nào mà cần cái cao cốt sâm rồng vàng nè. Cao cốt hắc sâm rồng vàng nhé. Một hộp 4 hũ. Mỗi một hũ nó tới 250 gram cho một hũ. Hôm nay một hộp này chỉ có 120 đồng thôi quý vị nhé. Hoặc là quý vị mua 2, một nửa thôi thì là 60 đồng. Một hộp này là 4 hũ. 4 hũ thì nó là 120 đồng. Còn nếu như quý vị mua một nửa thôi là nó có 2 hũ thì giá là 60 đồng quý vị nhé. Đậm đặc, thơm ngon, rất là tốt. Tôi hàng bán rất là chạy về cái sản phẩm này. Về cứ mấy trăm hộp về tới đâu là hết đến đó. Nên hôm nay tôi hàng vẫn gửi đến quý vị cái giá là 120 đồng cho một hộp nhé. Một hộp cao cốt hắc sâm dành cho những quý vị nào cao máu, cao mỡ, cao đường, mình không uống được hồng sâm thì đây là cao cốt hắc sâm giúp bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Một hộp này nó là 120 đồng. Quý vị có thể mua mang đi biếu. Kỳ này Thu Hằng bán, khách của Thu Hằng mang đi mua để mang đi biếu nhiều lắm, vì rất là giá trị. Loại này hoặc là loại cao cốt hắc sâm lộc nhung rất là tốt nhé. Cái này hôm nay có 120 đồng thôi nhé. Quý vị nào mà cần thì gọi cho Thu Hằng. Hoặc là cao cốt hồng sâm. Cao cốt hồng sâm hôm nay cũng vẫn còn cái giá là 60 đồng thôi. 60 đồng cho một hộp 4 hũ. Quý vị thấy giá rẻ chưa? 60 đồng mà quý vị có 4 hũ một hộp, mình mang đi mình biếu thì cũng giá trị. Mà nhìn nó sang đó quý vị. Mà giá thì sale rẻ lắm luôn quý vị nhé. Ai mà cần gọi cho Thu Hằng nha. Và Thu Hằng nói luôn về cái hồng sâm nè, hồng sâm nước. Một cái hộp này, nguyên một cái thùng này nè, nó có 30 gói mà nhìn nó rất là sang, mà uống ngon lắm quý vị. Nó không có giống như cái loại thường. Loại thường thì hôm nay Thu Hằng bán có 20 đồng cho một thùng thôi. Nhưng mà loại đặc biệt này đó, hôm nay nếu mà quý vị mua một thùng là 28 đồng. Quý vị mua 4 thùng là 100 đồng. Đều có quà hết quý vị nhé. 4 thùng thì đó là 100 đồng, quý vị cũng vẫn được tặng thêm cái này, cái vitamin E. Hoặc là quý vị mua 1 thùng thôi, 28 đồng, quý vị cũng vẫn được tặng thêm vitamin E luôn. Đó, quý vị thấy chưa? Hello. Hello, cho tôi mua cái, đang thấy giới thiệu cái cao cốt hắc sâm. Dạ vâng. 20 đồng một hộp á. Dạ vâng, chú đến lấy giúp con chú nhá. Rồi, rồi. Dạ vâng, hắc sâm nhé. Dạ rồi, con chào chú. Dạ, con bye chú. Dạ rồi, cao cốt, cái này là nước hồng sâm quý vị nhé. Nước hồng sâm 100 đồng 4 thùng. Mình được tặng thêm một vitamin E. Hoặc là mình mua 1 thùng thôi, 28 đồng, mình cũng vẫn được tặng thêm vitamin E. Hôm nay quý vị mua cái gì quý vị cũng được tặng vitamin E hết quý vị nhé. Cho nên ai mà cần thì gọi cho Thu Hằng nha. Đến lấy giúp Thu Hằng. Và Thu Hằng còn có một cái loại này nữa, đó là nước nước trái cây. Cái loại này đó nó là nước liệu nè quý vị. Ngày Tết á mình mang mấy cái màu đỏ đỏ này đi mình biếu á, nhìn sang lắm, giá trị lắm quý vị ha. Một cái thùng này hôm nay cũng chỉ có 20 đồng thôi quý vị nhé. Một thùng này 20 đồng, quý vị mua 5 thùng là 100 đồng. Quý vị cũng vẫn được tặng quà nha. Một thùng này hôm nay nếu mà quý vị mua là chỉ có 20 đồng sale cho dịp lễ này. Nhưng mà riêng cái này nếu mà quý vị mua 20 đồng thì quý vị sẽ không được tặng cái vitamin E này đâu. Quý vị phải mua 5 thùng quý vị mới được tặng thêm vitamin E nhé. Tại vì cái này Thu Hằng sale rất là nhiều rồi, cho nên công ty không có cho tặng vitamin E. Vì vitamin E này không, giá nó còn mắc tiền hơn là cái hộp này nữa. Nên nếu mà quý vị mua 5 thùng quý vị sẽ được tặng thêm. Còn nếu mà quý vị mua 1 thùng thì hôm nay chỉ có 20 đồng thôi. Mình mang cái này đi mình làm quà, giá trị lắm. Nước liệu uống ngon lắm quý vị. Uống khỏe, tốt. Nó tốt cho tim mạch mà cho da mình rất là đẹp quý vị. Uống vô da đẹp mà mình mang đi mình biếu. Có 20 đồng thôi. Nhìn giá trị vô cùng mà lại rẻ nữa quý vị ha. Chỉ có 20 đồng cho 1 thùng thôi. Và Thu Hằng cũng nói nhanh về ở bên phòng kỹ thuật báo cho Thu Hằng biết là đã hết giờ. Thì bây giờ Thu Hằng nói thêm một cái này nữa thôi nè. Một cái set này là cái set set dưỡng da quý vị. Hello.
Dầu gội đầu đã về chưa cô? Dạ dầu gội đầu chưa ạ, con có loại mới thôi, loại cũ chưa có cô nhé. Tại muốn mua cái loại dầu cũ đó. Vâng, cái dầu cũ con chưa có. Bây giờ về gọi nhé. Dạ vâng, rồi con gọi cô. Dạ, con chào cô ha. Dạ rồi, Thu Hằng nói nhanh về cái set này, set dưỡng da quý vị nhé. Hôm nay nếu mà quý vị mua nguyên một cái set này chỉ có 59 đồng thôi quý vị nhé. Chỉ có 59 đồng quý vị có một cái serum và một cái hũ cream ngày hôm nay. Chỉ có 59 đồng thôi cho một set này thôi quý vị. Mà mình còn được tặng thêm một cái vitamin E, một cái chai vitamin E 24 đồng đó. Đó, ở ngoài thị trường họ bán 24 đồng nhưng mà Thu Hằng bán có 20 đồng thôi. Hôm nay quý vị mua một set này, quý vị sẽ được tặng thêm vitamin E giúp cho bảo vệ cho cái da mình nhé. Cái này xài rất là tốt, trắng da và nó làm cho cái da đều màu da, săn chắc, căng da nhé. Và bây giờ đã hết giờ rồi, Thu Hằng cảm ơn quý vị rất là nhiều, luôn luôn ủng hộ cho Thu Hằng cũng như là Vshop và Việt Media. Thu Hằng xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và gặp nhiều điều may lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.